Hôm nay không có thôi.
phẩm luôn. Được luôn này. Con này to quá. Chắc ống này cũng có thế nặng nặng mà. Để xem có cái nào. Cũng có này. À, con lươn này cũng to đấy chứ. Được cả chạch. Đủ lắm đấy này. Con này to ghê. Mẹ ơi nhìn này, con lươn to quá này. Nó mới còn sống, nó mới nguẩy này. Con tước mà cái xương sống nó kêu cạch 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 luôn á. Nó dậy. Chất ao nhà bà ngoại có nhiều không ạ? Con cạch này cuối nó ở dưới này cũng có rửa hơi cái khô nhựa khô rồi đấy, rồi nó còn hơi chụp chệt đi cuối ra bình lên đặc biệt rồi. Thế là không cần phải đặt ống à? Đấy là bùn khô đúng không? Ừ. Đây con đánh ở đấy là chỗ ao học bạn này. Ừ. Con đánh ở bên ruộng. Thế lươn thì mổ lấy chân sống, còn con sạch này không cần mổ lấy chân sống. Trước con lên bà ngoại con còn thấy mọi người để ống lươn phí nhiều rồi em chả thấy nữa. Với cả cái con trạch này giờ cũng không còn thấy nhiều trên đồng nữa. Người ta phun thuốc sâu nhiều hay sao ấy nhỉ? Con thích lươn mổ con lươn hơn, con lươn dễ mổ hơn con trạch. Con gái mẹ lại không siêu. Lọ mọ ngoài đồng cả ngày mà không được dưỡng non thì hơi phí. Cái chung rượu di động này kéo mấy nỗi nghiện quá mà phải chuyển cả rượu của người.
miếng to như này liệu có quấn ăn à, con thấy nó hơi to, mẹ để con cắt ngắn đi. Ngắn lên một tí, quấn vừa muốn gì được không? Vâng. Xào cái này là cái gì? Xào xả ớt mẹ. Thịt nó không? Thịt để xào không thôi, xào nghệ đi, xào nghệ đi. Ơn món của con chắc sẽ ngon hơn món của mẹ đấy. Để ông bà chấm điểm xem món của con hay của mẹ ngon hơn nhá. Thank you.
và để cả cái cũng được mẹ ạ. Vâng. Đồng cả ngày này đấy. Con mềm bạc. Lên to. To lên to lắm. Bà với mẹ mọi người ăn rau thơm thì cho thêm vào nhá. Của cô Thắm. Mẹ ăn đi, bà ăn đi. Lần đầu tiên ăn cho con chưa. Múc xương ngon quá. Cô biết món gì đấy không? Tuyên cuốn mỡ chảy. Xin chào mọi người, mình là bé Miêu Tuyên Quang. Nếu mọi người thích video của mình, mọi người hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Chào tạm biệt mọi người.